Rồi, chào mọi người nha, chào tất cả anh em đồng nghiệp thân mến. Rồi, cái máy này là mình mới nhận hồi chiều. Máy này là máy 6 phép ha, máy của mình làm. Máy này của anh Dạo ở ở huyện Kế Sách Sóc Trăng ha. Bữa hổng gửi qua, anh nói gửi qua bảo hành huyện Hoàng mà về bản nói đi đi vẫn bình thường mà vừa nhảy qua cái đường mương là máy nó hết chạy ha. Anh nói kêu tiếng nhỏ xíu à, thì anh ơi mình kêu gửi về, nếu mà mình kiểm tra máy mà nó bị lỗi cái gì thì mình ráp cái máy mới đưa cho anh nha. Còn trong thời gian bảo hành thì mình cứ làm đúng trách nhiệm mình thôi. Đó, mình có sao mình nói vậy nha. Mình mở ra mình khui ra nè, để mình có kêu anh tháo cò bóp ra đủ thứ các kiểu ha. Bây giờ mình đưa vô mình test máy, coi máy nó có hoạt động hay là chưa. Đây ha. Rồi, bây giờ mình kẹp máy. Quay nha anh em. Cò bóp mình kêu anh cắt ra rồi nha. Đó, mình cũng có gọi Zalo với anh này. Uống gì luôn. Có điện bình thường mà người ta. Máy vẫn chạy bình thường à. Vậy là anh phải kiểm tra cái dây bình hay là cái bình gì của anh lại nha. Máy hoạt động bình thường nè. Vậy là cái bình của anh có bị vấn đề gì nha, hay là sạc của anh á. À, máy chạy bình thường nè. Để mình cho mang tải 2 kg luôn nè. Đó, lỏng chụp bình nha, 2 kg nha, chạy bình thường luôn. Đó, máy chạy bình thường. Không bị vấn đề gì luôn. Cái này là do bình bọng rồi, anh em nhớ kiểm tra nha. Anh nói bình mới mua mà mình không biết mua, anh nói mua mà mấy tháng nay mà mình thì không biết. Máy chạy bình thường nè. Nếu mà bị trục trặc lỗi gì thì mình gửi máy khác bảo hành cho anh. Con này là máy chạy bình thường. Nhớ là kiểm tra bình bọng lại nha. Với cái cọc bình của mình nó bị lỏng. Đó, nó bị anh em xài lâu ngày nó bị đen cái cọc bình á, thì anh em lấy dũa cái cọc bình cho nó sáng lại. Đó nè, máy chạy rồi. Mình chưa tháo gì ra nha, mình cua trong hộp ra nha. Mình nói là đây, máy này không là gửi qua ấy á. Đây là mình mở ra nè. Nè, mình tắt trọng xung mà. Đó, máy chạy bình rất là bình thường luôn. Mình đã nói rồi anh em á, kiểm tra dây giọt, dây mát rồi kỹ càng nha. Chứ cái này là mình test bằng cái bóng đèn là lúc nào cũng chắc cú 100% là dây giọt, dây mát rồi nó không có lỏng rồi. Nhiều lúc là dây điện về anh em máy điện tử thì nó có khó lỏng, cái là anh em phải kiểm tra rồi dây cộ rồi cho đầy đủ. Đó, chứ để nói máy mình đánh bị trục trặc hoài. Mở máy ra nè, coi cái tình trạng nó có bị cháy cái gì ở trong đây không. Còn có là mình gửi lại cho anh nha. Chứ cái này mình, nếu mà máy mà mình bị lỗi thì mình chấp nhận, mình ráp cho anh cái máy mới. Đó, còn này là máy không có bị gì luôn. Đây, máy bình thường nha. À, phép nó chạy mát rồi luôn nè. Đó, anh dặn sao mà nó bứt luôn cái con VR luôn rồi nè. Đó, giờ bây giờ mình thay con này cho anh ha. Mình thay con này cho anh. Thay con này là phần chống chập giật. Rồi, thì mình thay mình sẽ gửi lại cho anh, với mình hàng lại cho anh cái cò bóp. Nha. Yeah.
bây giờ mình tạm ngưng một cái. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, máy của anh là mình đã thay cái con ấy rồi nha. Đó. Nói chung là thay rồi, ok rồi vậy nha. Đây ha, là có bảo vệ cặp giật nè. 2 ký mình bóp 2-3 cái nó mới lên nha. Nè. Đó, 2 ký nha, máy rất là mạnh luôn. Đó, còn nếu mà về mà anh đánh không được là chỗ anh là nước mặn nha. Nước nó nhiễm rất là nặng luôn. Đó, có thể nhiễm lợi thì máy là đánh không được nha. Thì lúc trước thì chỗ anh thì anh nói là đánh nước ngọt đục ngọt ấy rồi giờ về anh kiểm tra dây cặp bình rồi lại. Đó, máy là chạy bình thường nè. Mà anh nói là đánh rè ha. Kiểm tra cái bình của mình lại kỹ càng rồi. Đó, coi cục sạc mình sạc cái bình nó có vô hay là không. Với thứ hai là cái bình của mình nó còn được bền hay là không. Cái máy này nó chạy mà dưới 9V là nó đã ngắt rồi. Dưới 10V là nó ngắt rồi. Nó chạy không nổi rồi. Tầm 9V, 9V rưỡi là cái máy nó chạy hết nổi rồi. Máy là bóp phát lên nè, để bóng nguội luôn nè. Đó, bóp cái đó lên vậy đó. Để nó mình làm máy thì không kỹ lưỡng nha, mình làm máy rất là kỹ lưỡng luôn, mình làm gửi cho anh em từ khi là cái máy này không là bị lỗi về thật là nó bị chết một con diode thôi. Đó, mình thay cho anh một con diode là chạy bình thường thôi, cái đó là lỗi linh kiện nha, máy rất chạy bình thường nha. Đó rồi thì anh về chú ý kiểm tra bình bọng rồi lại nha. Đó. Cái này nó sau cái biến áp này nó rớt rồi. Cái này chắc vô bưu điện nó vận chuyển vậy, nó ném nó bị lỏng anh em. Rồi để mình dằn nó lại ha. Đó. Máy nó mạnh vậy đó. Rồi. Mình đăng lên nói là kiểm tra nha, nhớ về kiểm tra bình dây cổ rồi kỹ càng đó hết. Ha, chứ máy điện tử mà anh làm giống như máy cơ là thua luôn. Như cái máy không bị gì mà cứ gỡ tới gỡ lui hoài, mất công mất thời gian của anh em nữa, là mất thời gian mình nữa mà nó rất là nhiều lần rồi. Bị mà bị tình trạng đó nữa là mình không có bảo hành luôn á. À, máy chạy rất là bình thường nè, dây cổ rồi bình thường. À, về bình bọng rồi nhớ kiểm tra dây cổ rồi đây. Rồi anh em nào anh em chú ý, mình nhắc với anh em là vậy. Rồi chào tạm biệt mọi người.